Diễn biến bất ngờ vụ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong. Đến ngày báo cáo vụ việc thiếu úy công an tử vong sau khi uống nhầm ma túy về bộ, nhưng Sở Y tế Vĩnh Long vẫn chưa thành lập được hội đồng chuyên môn. Ông Trần Văn Út, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long hôm nay cho biết, đến thời điểm này Sở vẫn chưa thành lập được hội đồng chuyên môn. Có hội đồng mới làm rõ quy trình tiếp nhận cấp cứu và xác định rõ trường hợp thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Long Hồ, tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá trong quá trình truy bắt tội phạm. Ông Út cho biết, nguyên nhân của trục trặc này là do chưa mời được Viện Pháp y Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi đã liên hệ với Viện Pháp y Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy, song sự việc chưa được phản hồi, dự kiến ngày 31 tháng 8 mới thành lập hội đồng. Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở báo cáo vụ việc này vào ngày 23 tháng 8, tuy nhiên do còn phụ thuộc vào hội đồng của tuyến Trung ương, nên Sở xin Bộ lùi lại thời gian báo cáo lại, người đứng đầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nói. Tối ngày 13 tháng 7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội bắt quả tang Nguyễn Hữu Đan, 21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, Long Hồ, đang tàng trữ trái phép các chất ma túy tại ấp Long Trinh, xã Long Phước. Sau đó, Đạt cùng đồng đội dẫn Đan đến nhà một người dân gần đó để làm việc. Tại căn nhà trên có T, 26 tuổi, người có mối quan hệ với Đan và nghi vấn tàng trữ ma túy. Kiểm tra bên hông nhà, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Bồ sử dụng ma túy. Trong lúc lực lượng lập biên bản, thiếu úy Đạt nói khát nước nên lấy can nước trong nhà uống. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa Đan về trụ sở công an xã làm việc. Kết quả giám định cho thấy bịch ni lông trong túi Đan là ma túy đá. Khi về đến trụ sở công an xã, thiếu úy Đạt Thanh nhức đầu, chóng mặt và có biểu hiện bất thường. Sau đó, Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Theo báo cáo của bệnh viện, Đạt nhập viện lúc 23 giờ 52 cùng ngày trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Điều dưỡng tiếp nhận cố định tay bệnh nhân vào giường. Bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính. Bác sĩ giải thích với người nhà, bệnh viện không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần. Lúc bác sĩ vào phòng định làm giấy chuyển viện, bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi bệnh viện cùng người nhà lúc 23 giờ 59 phút cùng ngày, bệnh viện chưa kịp lấy lời khai về bệnh nhân. Bệnh viện tâm thần cho biết bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu cho thiếu úy Đạt vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 14 tháng 7 trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da tím tái, thở ngáp cá, đồng tử giãn. Thiếu úy Đạt được đưa đến không có giấy chuyển viện. Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Lúc này, gia đình đưa Đạt quay trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và được chẩn đoán chết trước khi vào bệnh viện, chưa rõ nguyên nhân. Cho rằng, nhân viên y tế từ chối cấp cứu người gặp nạn và có sự chậm trễ khiến con trai tử vong nên gia đình rất bức xúc. Kết quả giám định nước trong ca mà thiếu úy Đạt uống là ma túy đá. Sau khi vụ việc xảy ra, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bác sĩ từ chối cấp cứu, khiến thiếu úy công an, ngộ độc ma túy tử vong. Người nhà của thiếu úy công an, Nguyễn Đức Đạt, đang rất bức xúc vì sự thờ ơ của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, không cấp cứu kịp thời khi bệnh nhân ngộ độc ma túy đá, làm người này tử vong sau đó. Ngày 14 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo, ông Trần Văn Út, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết Sở đã mời các y hay bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đến phối hợp với Sở, thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ quy trình tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long gửi Sở Y tế lúc 23 giờ 52 phút ngày 13 tháng 7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt, thiếu úy Đạt, công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Long Hồ, trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn, được 4 người nhà khống chế và đưa vào phòng cấp cứu. Điều dưỡng tiếp nhận, cố định tay vào giường, đồng thời bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính. Bác sĩ giải thích với người nhà, vì bệnh viện không có chuyên khoa sâu tâm thần,
nên đề nghị đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần để được điều trị chuyên khoa hợp lý hơn. Sau đó, trong lúc bác sĩ vào phòng định đánh giấy chuyển viện, thì bệnh nhân tự đứng dậy, rời khỏi bệnh viện, cùng với người nhà, lúc 23 giờ 59 phút cùng ngày. Lý do không tiếp nhận điều trị, bác sĩ nhận thấy, đây là tình trạng cấp cứu tâm thần, cần được chuyên khoa điều trị. Bệnh viện tâm thần, lúc 0 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 7, bệnh nhân đạt nhập viện, trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Da niêm tím thái, thở ngáp cá, đồng tử giãn. Khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Đến khoảng 1 giờ 34 phút, ngày 14 tháng 7, bệnh nhân trở lại nhập viện, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, trong tình trạng ngừng hô hấp tuần hoàn, tím thái toàn thân, mạch, huyết áp bằng 0, đồng tử hai bên giãn to 4mm, không phản xạ ánh sáng. ECG đằng điện. Hồi sức tích cực không hiệu quả, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán, chết trước vào viện chưa rõ nguyên nhân. Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định, chất lỏng mà thiếu úy đạt uống trong ca, là ma túy là loại methamphetamine. Ma túy đá, thể tích 500mm, khối lượng methamphetamine, trong 500mm, hơn 10g. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt: do ngộ độc chất ma túy, methamphetamine. Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Xuân Tươi, mẹ thiếu úy Đạt cho biết, vào tối ngày 13 tháng 7, Đạt cùng đồng đội đi vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy tại xã Long Phước. Tại một nhà dân, công an đã vây bắt được các đối tượng và đưa lên xe về trụ sở làm việc. Lúc này do khát nước, nên Đạt cầm ca đựng nước ở đây để uống. Trên đường về trụ sở công an xã Long Phước, anh Đạt có biểu hiện khó chịu, nên kêu đồng đội còng tay mình lại, do lo sợ, không kiểm soát được hành vi. Vụ việc được đồng đội báo cho gia đình Đạt hay. Bà tôi bức xúc, lúc con tôi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, gia đình tôi nài nỉ, nhờ bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn cấp cứu. Nhưng ông bảo, ca này phải đưa qua bệnh viện tâm thần. Đến khi con tôi qua bệnh viện tâm thần, dù biết hết đường, nhưng tôi kêu hai đứa con, xoa tay chân rồi làm hô hấp cho nó, mong nó thở lại, nhưng mọi chuyện quá muộn. Chúng tôi lại đưa nó trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long một lần nữa, thì nó đã chết. Con tôi chết tức tuổi là do sự thờ ơ, nhẫn tâm với người bệnh của bác sĩ. Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong số 42 người có HIV ở xã Kim Thượng, người nhỏ nhất là bé gái 18 tháng tuổi và lớn nhất là 80 tuổi. Liên quan đến sự việc 42 người bất ngờ có HIV ở xã Kim Thượng, Phú Thọ, sáng ngày 14 tháng 8, trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề sức khỏe cộng đồng tại xã Kim Thượng, với 490 người ở 8 khu dân cư đã được lựa chọn tham gia phỏng vấn và lấy mẫu máu. Kết quả sơ bộ có 42 trên 490 mẫu khẳng định dương tính với HIV. Các ca nhiễm HIV ở các độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi, trong đó có 17 nam và 25 nữ. Chiều ngày 13 tháng 8, báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2018, tại khoa Bệnh viện nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có 2 trường hợp tử vong do ít, đều có địa chỉ ở khu chiền xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Cũng trong thời điểm này, phát hiện 4 trường hợp nhiễm HIV. Trước tình hình đó, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng và được triển khai tại xã Kim Thượng từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7. Trong đợt này, có 490 người ở 8 khu dân cư đã được xã Kim Thượng lựa chọn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả sơ bộ khi làm test nhanh có 42 trên 490 mẫu có phản ứng với xét nghiệm sàng lọc và đã được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tách huyết thanh, sau đó gửi mẫu tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo. Kết quả 42 mẫu khẳng định dương tính với HIV ở xã Kim Thượng. Ngay sau đó, ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW và Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có buổi khảo sát tại xã Kim Thượng. Theo các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ TW và Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong số 42 trường hợp được phát hiện dương tính với HIV, có nhiều trường hợp đã mắc bệnh từ lâu và chuyển sang giai đoạn AIDS.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV Bộ Y tế cho biết, trong số 42 người mới phát hiện HIV ở xã Kim Thượng, có người đã chuyển sang giai đoạn S, tức là nhiễm HIV nhiều năm. Đến thời điểm này, chưa có đủ thông tin, kết luận hay định hướng về nguồn lây nào, vì vậy thời gian tới đoàn tiếp tục điều tra xác minh thông tin. Hiện tại, những người nhiễm HIV không nên quá lo lắng, bởi theo các nghiên cứu thống kê, nếu điều trị sớm, tuân thủ đúng liều dùng, thì sau từ 3 đến 6 tháng, virus trong máu xuống dưới ngưỡng ức chế, tức giảm tới 95% khả năng lây nhiễm cho người khác, ông Long nói. Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ đã bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm HIV sau khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bởi một căn bệnh khác. Theo phản ánh của một số người dân, nhiều người bị nhiễm HIV không có quan hệ ngoài luồng, chưa từng đi ra ngoài mà chỉ quanh quẩn ở nhà, làm ruộng, đi cày. Phần lớn những người dân ở đây đều không biết nguyên nhân do đâu mà lại có HIV. Điểm chung của một số người bệnh là từng đến nhà y sĩ thờ chữa bệnh, người địa phương đang công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Sơn.